Linh sinh năm 1970. Chú mắc bệnh gì ạ? Chú mắc một bệnh đau dây thần kinh rồi đau vai gáy. Biểu hiện bệnh như nào ạ? Chú là nó bình thường là nó rất là buốt đứng khoảng 5 phút là nó không đứng được, nó buốt đứng rồi nó nhức chân tay. Chú cấy chỉ lần này là lần mấy chú? Chú cấy chỉ lần này là lần thứ 3. Sau 3 lần cấy chỉ chú cảm thấy như nào ạ? 10 phần thì đỡ được mấy phần chú? Sau 3 lần chú đi cấy chỉ 10 phần chú đỡ được 6 phần rồi. Trước và sau khi cấy chỉ thì chú cảm thấy bệnh tình nó tiến triển như nào ạ? Nói chung là bệnh tình tiến triển rất tốt. Tại sao chú để biết đến phương pháp cấy chỉ này ạ? Chú cũng theo dõi qua mạng tài báo rồi. Chú cảm thấy phương pháp cấy chỉ như nào ạ? Rất là thuận lợi mà nói chung là nếu mà so với này đi bệnh viện mà mổ xẻ thì nó không tốn kém. Dạ. Thưa quý vị và các bạn, do lượng bệnh nhân đổ về phòng khám chữa bệnh bằng phương pháp cấy chỉ rất đông nên quý vị hãy gọi tới số 0981 377 470 để đặt lịch và nhận tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Hiện nay, lợi dụng sự uy tín và nổi tiếng của phòng khám Hải Thượng Lãn Ông nên có nhiều người đã giả danh phòng khám để bán thuốc kém chất lượng. Vậy, phòng khám Hải Thượng Lãn Ông xin thông báo, hiện giờ phòng khám có 2 cơ sở. Cơ sở 1 tại Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội. Cơ sở 2 tại 16/22A, đường số 6, khu phố X Thạnh, phường Trường Thạnh, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại 0981 377 470. Website cấy chỉ.vn.